2. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giờ. Mình biên tàu lao chào với đau Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chiêu Bình Lầy. Tiếp tục cuộc chơi. Đây là sân của Cường Cao đang quản lý đây. Ấp Vĩnh Ti, xã Long Tân, Nhân Trạch hôm nay. Đây là quê hương của Chắc Sầu Riêng, Chắc Khô. Bên kia là Tí Cao và Sơn Tí Hơn. Đáng tiếc pha bóng vừa rồi cho Sơn Tí Hơn. Còn đây là Te Te, cao thủ trẻ mới phát hiện của Nhân Trạch hôm nay. Đối thủ của Cắt Ké Mẹ Kỳ Nhông. Tỷ số đang là 1-1. Kèo này thì set này thì bên ghế và kỳ của Cường chấp lại 1 điểm. Còn bên kia là 13m nha các bạn. Bên kia 13m nha. Lại là Sơn Tí Hơn tự sát tại năm lát. Còn đây là các cầu thủ rất ghê gớm đang ẩn nấp bên ngoài đây. Hẹn ly hô về. Hẹn ly hô luôn. Ở đây có mập ly hô rồi mà. Cái ghế và cái kỳ của Cường Cao là 12m. Còn bên kia Tí Cao và Sơn Tí Hơn 13m. Lại là Hoàng. Lại là Hoàng đánh ghế ra ngoài. BB 2 đều. Đẳng cấp pha bóng rồi của Sơn Tí Hơn. Đẳng cấp pha bóng rồi. Ba hai. Bên kia 13m rất dài nha các bạn. Lại là Hoàng đánh bóng ra ngoài. Bốn hai. Đây là ấp Vĩnh Ti, xã Long Tân, Nhân Trạch hôm nay. Lại là một cú xoáy ép phê của Sơn Tí Hơn. Có thể nói Nhân Trạch có nhiều xoáy ép phê, đặc biệt là Te Te. Những cú ép phê của Te Te đưa anh em Nhân Trạch ra đảo bất cứ lúc nào. Hiện tại bây giờ Nhân Trạch có rất nhiều cặp rất hay. Te Te và Lê Kiệt. Te Te và Sơn Tí Hơn. Còn có Lộc và Phước. 6-2. Quá hay cho Tí Cao. Đẳng cấp pha bóng rồi của Hoàng. Hoàng mắt kính. Rồi sòi có mắt kính. Cầu tre cũng có mắt kính tư to to. Còn đây là Hoàng mắt kính. Quá khó chịu. Bóng ra ngoài. Bảy ba. Bốn cao thủ đánh trong không nhớ điểm, làm sao Đại Lâm nhớ được. 8-3. Bên kia 13m nha các bạn. 13m nha. Quá hay.
đẳng cấp của Sơn Tí Hòn. Chín ba. Quá ghê cho tí. Hết phim, kết thúc chương trình đài truyền hình đây là hết. Trong thời gian nghỉ quảng cáo Zalo, clip rồi. Clip rồi và clip rồi. Quảng cáo ấy quá không thấy ai mua. Chán ghê gớm rồi. Đây là te te. Cao thủ trẻ đang lên của Nhân Trạch hôm nay. Đối thủ của các ké mẹ kìa nhau. Rồi tiếp tục. Kèo này là tiếp tục chung kết. Không đều. Bên kia là 13 mét. Bên đây 12 mét. Hoàng ghế và cường cao kia. Lại là một pha tự sát tạm lát của cường cao. 1-0. Chỉ có 10 điểm thôi. Đáng tiếc cho Sơn Tí Hòn. Một đều. Mui mui. Đây, bên trái của Đại Lâm, áo đen, quần đen đang lấy nước là Ly Hô Mập mới phát hiện của Nhân Trạch hôm nay. Ly Hô Mập. Bên kia là tới vách tường, bên kia là 13 mét nha các bạn. Quá ghê cho Sơn Tí Hòn. Có thể Sơn Tí Hòn rất dạng tay. Còn đây là Nhung Giang Ly Hô Mập của Long Tân Nhân Trạch hôm nay. Rất tương lai. Nhà còn đất nhiều không? Không, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ly Hô Mập nó nhà đất hết rồi các bạn ơi. Bi môi 2-1. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi, cái tí cao. 2 đều bi bi. Bóng ra ngoài. Lại là một pha phát bóng quá mạnh của cường cao. 3-2, nghiêng về cho Tý và Sơn Tí Hòn. Mặt sân này có thể nói là rất đẹp, rất mạnh. Rồi nói cặp bên kia rất cừ khôi các bạn ơi. Bóng ra ngoài. 3 đều. Quá hay. Một pha bay người cứu bóng vừa rồi của Tý quá hay. Đẳng cấp của cường cao pha bóng vừa rồi. Cường cao trước đây là một trong những cao thủ từng làm ở Hoa Sung. Công ty Hoa Sung. Hồi đó trong Hoa Sung vô đánh có 3 điểm, 3 điểm mà. Trời trời nhanh ghê.
Vô. Bên kia tới 13 mét, cái mặt rất dài, đụng tới vách tường bên kia. Ghế và kỳ bên đây có 12 mét thôi. Quá hay chưa con. Bóng ra ngoài. Tại nó một pha bóng này hai bên. Bên nào cũng le lưỡi hết rồi. Bên nào cũng le lưỡi hết rồi. Thật sự pha bóng rồi quá hay. Không này cay thiệt, cay thiệt. Kèo này cay. Cay quá cay. Cay quá cay, cay còn hơn ớt hàng trong. Tỷ số đang là 5-3. Đang nghiêng về cho Cường Cao và Hoàng Ghế. Quá đẳng cấp pha bóng rồi cho Cường Cao. Có thể nói các cầu thủ Nhân Trạch hầu như ngày nào cũng uống cà phê, đặc biệt là te te sấy cà phê rất ghê. Cường Cao giờ có một pha sấy cà phê rất hay. Te te là một trong những phát hiện mới của Long Tân Nhân Trạch hôm nay. Quá hay. Một pha trả đòn quá hay vừa rồi của Cường Cao. Đây là nhóm các cầu thủ ngoài. Tỷ số đang là 7-3. Lợi thế rất lớn đang nghiêng về cho Hoàng Ghế và Cường Cao. Bên kia là Tí Cao và Tí Ho. Sơn Tí Ho. Hai ba pha vừa rồi liên tục Cường Cao quá hay. Lại là một pha tự sát tam lát của Tí Cao. Trước đây ghế mày như thế này bán rất ấy, rất lễ các chợ, còn hiện tại bây giờ bình khí bóng chèn ghế mày hiện tại bây giờ bán rất đắt, rất chạy, sân nào cũng có ghế hết, kết ghế bàn, nói chung là bình khí thứ gì cũng chơi. Hoàng mắt kính chủ nợ đậu má đi kiếm nữa hả? Hôm nay giấu mình ở đây nha. Tí Cao ngồi bên kia các bạn. Sân cầu tre thì có lão vậy vua các loại binh khí, hiện tại bây giờ còn cái quần cục không? Tám ba lợi thế quá lớn nên nghiêng về cho Cường Cao và Hoàng Ghế. Hoàng mắt kính. Bóng ngay dây. Để làm mắt cũng còn rất sáng các bạn ơi. Bóng ngay dây nha. 9-3. Phép màu nào cho Tí Cao và Sơn Tí Hoàng đây. 9-3. Đây là set quyết định. Đẳng cấp phát lòng của Cường Cao. Kết thúc chương trình. Đã chuyển đến hết. Xin chúc mừng Cường Cao và Hoàng Ghế mắt kính vào bờ quá an toàn. Ấp Vĩnh Ty, xã Long Tân, Nhân Trạch hôm nay.